Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều của ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà của các môn đệ đang tụ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn của người. Bây giờ, các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa Giêsu. Ngài lại phán các ông rằng: "Bình an cho anh em. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em đi." Nói rồi, người thổi hơi trên các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm tội của ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. My dear friends, American journalist living in New York, whose name is Anna Quinton, she tells the following story. It was December, and she was doing a story, a report, about how the homeless people suffer in winter months. She met a homeless old man, and they both sat at the edge of the boardwalk and began to chat, their feet dangling over the side. She asked him how he passed the day in winter. He told her that he spent it in begging along the street. And how did he pass the night in cold weather? At night, whenever the temperature fell below freezing, he slept in a church. But he told her that most of the time he stayed on the boardwalk facing the ocean. "Why facing the ocean?" the journalist asked. The old man stared at the ocean for a while and then replied, "Young lady, you don't understand what I just said, but look at the view. Please look at the view." These words of wisdom, coming from an old man without a cent in his pocket and no place to call home. But these words moved her deeply, struck her completely. Long after she had left the old man, those words continued to ring in her ears. "Look at the view. Please, look at the view of the ocean." And she realized that this was what sustained him. It sustained him by nourishing his spirit, not his body. So, my dear friends, the story reminds us of words of wisdom from another poor man and old man. Another different old man and poor man, a bushman from Kalahari Desert in South Africa. When he was imprisoned for a minor offense, even though he was in good health and his physical needs were well catered for, but he began to wilt. Why? When pressed as to what was the matter, he replied, "I cannot live, my friend, without being able to see the sun go down every evening over the Kalahari Desert. I miss that view." In other words, it was not his body, but his spirit that was dying. My dear friends, our spirit is
our greatest source of energy. It is to us what wings are to a bird, or roots are to a tree. However, while it can be very strong, it can also be very, very brittle. It needs nourishing every bit as much as the body does. If nourished, well nourished, the spirit has great power of recovery. But what is it that enables the spirit to soar? And what is it that causes it to sink? Sadness weighs it down, but joy lifts it up. Criticism erodes it, and pride builds it up. Despair causes it to wilt. Hope breathes new life into it. Rejection wounds it deeply, and acceptance heals it completely. Hatred poisons it. Love purifies it and strengthens it. And prayer strengthens it. The death of Jesus left the apostles sad and wounded in spirit, and the resurrection of Jesus revived them. But they were not yet strong enough or courageous enough to face the whole world. They needed the Holy Spirit to lift their spirit up and to breathe new life into them. On Pentecost Day, the Holy Spirit descends on the apostles individually and collectively, imbued with the power and the love by the Holy Spirit. They began the mission Jesus had given them, that is, to preach the good news to the whole world. In celebrating the Feast of the Pentecost, we are not merely commemorating an event that happened 2,000 years ago. We are making it happen again and again today. On this feast, the Holy Spirit descends anew on us individually and collectively as well. The Spirit breathes new life into our spirit so that, like the apostle, we may become fearless witnesses for Christ before the world by the way we are living our daily lives. Thưa quý ông bà và anh chị em, theo quan niệm của mọi người, đặc biệt là của Á Châu, hơi thở là sức sống. Nào chúng ta nghe mấy câu tức cười: chạy một mực hết hơi luôn, hết hơi, làm việc cả ngày mệt đứt hơi luôn, lên cầu thang tôi phải thở hụt hơi, mà ông còn hỏi tôi gì nữa? Hụt hơi, tôi có chữ hơi đó, này ngừng một chút để lấy hơi lại chứ, lấy hơi, hơi ở đâu mà lấy, làm sao cầm được. Cho nên hơi thở là sức sống, đúng. Con vật nào hơi thở càng dài càng sâu, tuổi thọ càng cao. Cái đó đúng, chứ bây giờ chưa sai. Giữa con rùa và con chó, con chó hơi thở của nó hơn 40 nhịp ra vào trong một phút, trong khi con rùa có 12 nhịp trong một phút. Con rùa sống lâu hơn thiệt. Con người cũng vậy, người nào cứ thở sẽ yếu hơn người thở dài và sâu. Đó là hơi thở. Hơi thở càng trầm, càng sâu, càng dài thì sức khỏe càng tốt. Cho nên trong ba thứ mà chúng ta cần, thứ nhất là thức ăn, thực phẩm. Bây giờ thức ăn cũng sợ là thức ăn có chất độc nữa. Nhiều nhà phải đi tự làm thức ăn, tự trồng rau quả, dễ sợ thật. Nhưng mà thức ăn đắt tiền thật. Dù vậy, nếu không ăn, một cơ thể bình thường có thể sống bao lâu? Thông thường một tuần là dễ dàng. Có người 2 tuần, thậm chí có người 40 ngày, nếu có nước uống vẫn sống. Đó là thức ăn mất tiền vậy, mà không có bao nhiêu ngày vẫn sống được. Nhưng nước uống
rẻ hơn. Ở đây nhà nước Water Corporation tính theo thứ khối là 1,000 lít. Chúng ta không có nước trong 2 ngày bắt đầu có vấn đề. Sau cái ngày thứ nhất bắt đầu choáng váng, miệng khô, môi nứt và máu không lưu thông được. Ngày thứ hai có vấn đề, có thể ngất xỉu. Thức ăn có thể hàng tháng, nước uống chỉ có 2 ngày. Còn hơi thở đâu ai tính tiền. Có công ty nào đi bắt quý vị trả tiền hơi thở không? Tôi đang hít cho con người này, ông trả 5 sen nhé. Có hít tự do, rẻ lắm. Nhưng mà không có hơi thở trong 3 phút 3 phút thôi bắt đầu có vấn đề. Ngược đời quá hả? Cái mà mắc tiền thì không có nó mình vẫn còn sống được ít lâu. Cái không tính tiền, không có nó trong vài phút mình ngủm. Tôi nghĩ hơi thở là cần. Trong suốt ngày quý vị có khi thở nhanh quá, gấp quá và quên rằng mình thở. Thiền là ở chỗ đó, là khi mình thở mình biết mình đang thở. Mình hít vào, mình biết mình đang hít vào. Và những lúc rảnh rỗi rất ngắn, mình cũng có thể tập hít vào thật sâu. Và khi mình hít như vậy, phần rất cần cái dưỡng khí là oxy. Nhưng thật sự ra đang lúc mình hít vậy, sao mình không tưởng tượng thôi, tôi hít cả thần khí của Chúa vào. Nó nuôi linh hồn đẹp. Thần khí của Chúa, những cái hậu quả hay cái hoa quả sau đây, hồi nãy mình nghe ca tiếp liền. Nhưng Thánh Phaolô kể là 9 cái. Ai có Chúa Thánh Thần trong tâm hồn thì người khác có thể nhìn thấy và biết qua 9 dấu hiệu sau đây. Thứ nhất, người đó có lòng bác ái thật sự. Thứ hai, tâm hồn họ rất hoan lạc, dù đang gặp hoạn nạn, làm ăn thất bại, họ vẫn vui. Thứ ba, họ rất bình an, không gì làm xáo trộn được tâm hồn của họ. Thứ tư, họ nhẫn nhục, chứ không ăn miếng trả miếng. Thứ năm, rất nhân hậu, không cần báo thù. Thứ sáu, rất từ tâm, là biết nhìn người khác và cảm thông, thương xót. Thứ bảy, trung tín, không phản bội, có nói có, không nói không. Thứ tám, rất hiền lành, hiền chứ không phải ngu, tôi không có nói ngu. Và thứ chín là tiết độ, tức là có chừng mực, uống cũng uống có chừng mực, uống bia uống có chừng mực, chứ không phải uống lần hết 24 lon luôn, vừa uống vừa đái. Không có tiết độ. Tôi không chỉ trích, nhưng mà tôi thấy cái đó có hại hơn là có lợi. Mà mấy quý vị nào trong cộng đoàn trước mặt tôi mà thích uống bia coi chừng, uống bia chết hết. Tại sao? Ra nghĩa trang thấy mộ bia không? Làm gì thấy mấy cái mộ khác? Có ai mộ cô không? Cho nên tôi uống Coca. I'm Coca-Holic. But I'm nearly 70 years old. I'm happy to drink Coke again and again. But I don't drink beer. Uống bia chết hết, nhớ đó. Ra nghĩa trang mà thấy toàn mộ bia. Cho nên Đức Mẹ mới thương mấy người uống bia. Kinh cầu Đức Mẹ có cái câu Đức Bà là hòn bia Thiên Chúa vậy đó. Tôi nói bậy cho vua để đỡ buồn ngủ. Xin quý vị hãy xét lại trong chính cái hoa quả mà Phaolô kể ra. Mình muốn nhấn mạnh cái nào trong gia đình của mình? Ví dụ trong gia đình đang mất bình an, rất cần cái ơn đó của Chúa Thánh Thần. Hãy xin mỗi lần hít không khí vào để nuôi thân thể, sao không hít cái không khí, cái thần khí bình an của Chúa Thánh Thần vào? Đâu ai cấm mình được, đâu ai ngăn mình được. Hay là hãy sống hoan lạc, gieo niềm vui cho những người thân của mình, hơn là cứ lầu bầu cau có, than trách móc. Hoặc là hãy sống tiết độ, có chừng mực, đừng làm gì quá độ. Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn con để giúp chúng con và những người thân yêu của chúng con có cuộc sống tâm linh bồi bổ, có cuộc sống phần xác khỏe mạnh và có một cuộc đời hạnh phúc.
Đó là ước nguyện ai cũng xin Chúa Thần trong ngày lễ hôm nay. Bên Mỹ có cặp vợ chồng già sống 50 năm đời hôn phối rồi. Trời ơi, con cháu nó hạnh phúc lắm. Mừng cái Golden Jubilee, tức là lễ kim hôn. Thế là cháu nội cháu ngoại đầy hết. Nó đến, một đứa đại diện nói ông nội, đứa kia nói ông ngoại. Ông nội với bà nội sống sao mà hay quá, 50 năm mà không nghe cãi nhau tiếng nào. Xin chỉ cho chúng con bí quyết để sống yêu thương và hạnh phúc vậy. Ông ấy nhìn ông nói bà đi chỗ khác chơi, để tôi kể. Thế là bà được dìu ra, hai ông bà già rồi. Thì ông mới kể, cái tuần đầu tiên sau đám cưới, tao với bà đi tuần trăng mật ở Yellowstone National Park, tức là cái công viên quốc gia. Tao thuê cho bà một con ngựa, tao một con, hai người cưỡi đi, very romantic. Tao thấy thích bà đi bên trước cưỡi ngựa, gió nó thổi tóc bà bay bay, trời đẹp lắm. Thì tụi nó nói, đó đâu có gì đâu, biết biết, không, tao chưa bắt đầu. Rồi con ngựa nó đi xuống một cái dòng suối, nó trồn trồn thế nào, bà rơi xuống nước. Trời, tao sợ quá, tao nhảy xuống, tao đỡ bà vậy, nói em không sao đâu em. Bà, tao sợ bà tức giận, bà đá con ngựa hay sao đó. Nhưng không, tao thấy bà hiền lắm, bà nhìn tao bà cười. Rồi bà nhìn con ngựa, bà vuốt vuốt, bà nói, lần thứ nhất như mày. Có vậy thôi, chỉ nói thôi. Cho tao phục bà lắm. Một hồi đi qua cái suối thứ nhì, nó trồn trồn, bà rớt cái tổng. Kỳ này thì tao sợ bà tức, bà lấy đá bà ném. Không, bà cũng rờ con ngựa, bà cười lần thứ hai nghe mày, làm tao phục quá sức. Chỉ nói thôi, tao cầu xin cho trời đừng còn cái suối nào nữa. Nhưng mà không được, nó sang cái suối thứ ba, bà rớt cái tổng. Bà ngồi dậy, rút trong cái túi, đeo lưng cái súng Browning nhỏ, bắn cái đùng ngay cái sọ con ngựa chết queo. Tôi la lên, ý con ngựa mình thuê mà, em sao em làm gì kỳ vậy, rồi bây giờ làm sao cởi về, làm sao mình đền tiền cho người ta một con ngựa tới mấy chục ngàn lần, tôi biết không? Ta đang nói hăng cái bà nhìn tao, bà cười, bà nói, lần thứ nhất nghe không? Tụi con biết không, từ đó không bao giờ có lần thứ nhì, cho nên đâu có cãi nhau gì nữa. Lần thứ nhì và lần thứ ba là xong rồi. Đó là kiểu Mỹ. Còn hôm bữa Việt Nam mình là giao phai, không còn nhớ. Xin mời cộng đoàn đứng nhé.